Đại gia đình đam mê mai vàng rừng của em đã quay lại kênh Cây Cảnh Giá Rẻ, cùng gặp gỡ hội ngộ và đam mê với niềm đam mê chung với mai vàng. Dòng này là dòng khai thác từ rừng cả nhà nha. Những cái đây là những bầu rinh và bên em là hoàn toàn là bao sống, chịu trách nhiệm với những cây bầu rinh bên em đã bán ra cho cả nhà, giao lưu cùng cả nhà. Đó. Và lô hôm nay là một lô mai rất là đặc biệt cả nhà nha. Lô mai cực kỳ đặc biệt luôn. Lô mai này là tất cả là đây là những cây hoa chùm. Dòng này chúng ta nên chơi rinh cả nhà nha. Dòng mai này hoa chùm cực kỳ đẹp. Nó thì cái mặt hoa có như trên màn hình cả nhà nha. Và cây này thì bên em đã thuần rồi, có mặt hoa đã thuần rồi. Nên cả nhà rất ok cả nhà ha. Dòng này làm bonsai là hay là chơi tàn cũng rất ok. Hoa chùm cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Rồi, để không mất thời gian quý báu cả nhà, em xin được mạn phép giao lưu với cái mã là C1 của chúng ta, một cây hoa chùm tàn bay. Rất tàn, rất là mịn cả nhà nha, coi lắc cực kỳ đẹp luôn. Vào trong số đi chị. Cái này quá đẹp cả nhà. 39 hoành. Hoành 39 cả nhà nha. Cao 60. Cao là 60. Tàn bay 1m1. Tàn bay 1m1 cả nhà ơi. Bầu đế 42. Bầu đế 42, những đường co lắc rất là đẹp cả nhà. Như là bẻ luôn cả nhà ha, như là mình bẻ luôn cả nhà. Đây cả nhà, cùng ngắm cả nhà nha. Cực kỳ là đẹp cả nhà. Tàn bay quá đẹp cả nhà. Đây cả nhà, nhìn phê luôn ha. Em sẽ tiến vào cận cảnh cái cây. Đây cả nhà, tay cành phân bố cực kỳ là đều luôn. Phân bố cực kỳ đều. Và chị xây lại dòng đó chị. Đây, em sẽ quay bên này, tại bên này nó vướng cây nên chúng ta khó coi. Xoay đi chị, xoay hết đi. Nó có hai mặt ha. Bay có hai mặt ha. Đây cả nhà, đầy đủ cả nhà, chi hậu chi đuổi đỉnh chủ có đầy đủ hết luôn. Đó, đây cả nhà, co lắc cực kỳ là đẹp luôn nha, tàn chi rất là mịn luôn. Đặc biệt đây là hoa chùm cả nhà nha, đây là hoa chùm. Rồi mở bắt đầu tiên với cái mã C1, em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 2200k, 2200k cho cây mai chùm tàn bay, giá cực kỳ là ok luôn cả nhà, tàn bay hoa chùm. Cái này về quá đã cả nhà, đây bộ đế cả nhà ơi. Đây để cám dữ dội cả nhà, đây. Chỉ có những cái hàng mà bầu rinh mới lên được những cái rễ cám này thôi cả nhà. Rễ cám kinh khủng. Đây, bộ rễ cả nhà. Phía đây là một cái chi hủy nó đã bao lại cả nhà ha, chứ không có lũa đâu cả nhà. Tại vì khi mình chá mình tưởng đâu lũa không có cả nhà ha, bao hết cả nhà ha. Đó. Đây, cái đây quay bộ đế. Đó. Đó thì quá dữ cả nhà, bộ đế kinh khủng ha. Rồi, em xin đặt xuống cái mã là C1 của chúng ta luôn cả nhà. Rồi, tiếp tục đến với cái mã C2, chúng ta cũng là cây hoa chùm. Cái này dùm dáng bonsai rất ok cả nhà ha. Vào đủ số đi chị. Chị đo hai chỗ cho cái nhà cùng biết nha. Có chỗ phình nữa các chị. 44. Hoành 44 cả nhà, ngay chỗ phình nữa chị. Trên đó. Rồi. 48. 48 ngay chỗ phình là 48 cả nhà nha. Cao 60. Cao là 60. Bầu đế 41, xoay vòng chị. Đây. Một cây hoa chùm cả nhà mình nha, hoa chùm cả nhà mình đây. Đây cả nhà, phía này là có lũa sơ cả nhà. Phần này chúng ta nạo lại cả nhà, vệ sinh lại. Đó, vệ sinh lại. Anh em đừng có dùng máy lũa ra nha anh em nha. Những cái này chúng ta chịu khó lấy đồ đục đục á, đừng dùng máy lũa. Máy lũa nó rất là nóng, nóng sẽ làm phần da chúng ta bị cháy. Nó khó bao nhựa lắm. Xử lý những chỗ này thì chúng ta đừng lấy mà đồ đục nó hay hơn. Còn phần ở chợ ở giữa thì mình chúng ta máy lũa được, nhưng mà phần da thịt của nó thì chúng ta đừng có dùng máy, nó nóng lắm. Xoay dịp. Rồi, với cái mã C2 này em xin được phép giao lưu với cả nhà là 1600k cho cái mã C2, một cây hoa chùm. Đó, bộ đế quay cho nhà xem bộ đế chị. Đây, bộ đế cả nhà nha. Đây, ba rễ đều cân đối. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bầy rẫy cả nhà, rất nhiều ha. Rồi, em xin phép xuống tiếp cái mã là C2 luôn cả nhà. Tiếp tục với một cây hoa chùm dáng rất là đẹp cả nhà. Vào một số chị. Cái này chúng ta có thể chơi vân nhân cả nhà ha. Chơi vân nhân cũng được luôn. 32 hoành. Hoành 32. 47, cao 47. Cao 47. Bầu đế 35. Bầu đế 35. Tại cành đẹp quá cả nhà, xoay vòng chị. Đó, theo cả nhà.
chơi văn nhân là ok cả nhà. Phần rễ chúng ta còn ép xuống được cả nhà nha. Nếu mà chúng ta chơi văn nhân thì cả nhà nên bỏ cái rễ này luôn. Chúng ta bỏ cái rễ này luôn cả nhà. Phần sâu xuống nó sẽ lòi ra cái phần thoát thân nó sẽ cao hơn. Ở đây không có rễ cả nhà. Ở đây có cái rễ nè. Cái này rễ cám thì vô tư rồi. Cái này chúng ta tốt nhất là chơi rinh cả nhà nha. Đây chúng ta có bỏ cái này luôn cả nhà. Bỏ cái này luôn. Lấy cái rễ này chơi cả nhà, lấy cái rễ này nè. Đó. Ba rễ đó giờ mới nôm đẹp hơn cả nhà ha. Quá ok. Rồi, với cái mã là C3 này, em xin được bằng phép giao lưu với cả nhà là 1200k, đã bao gồm phí vận chuyển và quan trọng hết vẫn là bao sống cả nhà nha. Rồi, tiếp tục đến với C4 của chúng ta, vẫn là một cây mai hoa chùm cả nhà cha. Vào thông số chị. Bộ đế khá là đặc biệt cả nhà. Đo trên đi chị, đo trên đi, chỗ đó cứng cái để em đục á. 35 hoành. Hoành 35 cả nhà nha. Cao 48. Cao 48. Bầu đế 51. Bầu đế 51 rồi, 1000k bao sống và vận chuyển cả nhà. 1000k, 1000k cho cây mai chùm. Một cây mai hoa chùm. Đây, cả nhà cũng xem bầu đế cả nhà. Đế nôm. Đây. Xoay chị. Chỉ có 1000k chúng ta đã sở hữu được một cây mai chùm, xuống tiền là có cây, vì bên em đã chịu trách nhiệm bao sống cả nhà nha. Đó, rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của cả nhà. Đó, bên em bán là rất là chân thành, chất phát, uy tín. Đó. Bán cái nào là bao sống cái đó cả nhà. Xuống tiền có cây. Quan trọng cả nhà về làm theo em là cái là lụm liền. Anh em có rất nhiều anh em cứ làm theo em mà lụm, không có thời gian suy nghĩ, khỏi suy nghĩ gì nữa cả nhà ơi. Khỏi suy nghĩ luôn. Về bỏ vô cát xì dừa xong anh rồi anh em khi nào muốn bỏ chấu thì bỏ, sau này cũng được, tại mình thay nhanh lắm. Mấy này cát không mà mình thay nhanh lắm, mình lấy nước xịt cái là xong thay vào thôi, dễ mà. Quan trọng đầu rễ nó có rễ rồi á, xử sao cũng được cả nhà. Rồi, em xin phép xuống clip cái mã là C4 của chúng ta. Tiếp tục đến với một cây mai hoa chùm có mã là C5. Đó. Rồi vào số chị. Cây này có bộ đế quái lắm cả nhà ha. Khá lực cây. Đo trên thôi xong. 47 hoành. À 41 hoành. Hoành là 41 cả nhà nha. Cao 67. Cao là 67. Bầu đế 44. Bầu đế 44 xoay vòng chị. Đây cả nhà. Cây bộ đế cực kỳ quái, rễ nó phúng lên dữ dữ lắm cả nhà ơi. Cây rễ cực kỳ rễ luôn. Rồi, em sẽ tiến vào. Rồi, phía đây chúng ta là có cái lũa đây cả nhà nha. Ở đây có mấy cái lũa, chúng ta về chám lại cả nhà ha. Cái này chám dễ à, cái này dễ lắm cả nhà. Chám cực kỳ dễ luôn, cho túi ni lông vào. Nhưng mà cây sống khỏe đi, rồi em sẽ làm một clip cho hẳn cho anh em về chám cây luôn. Em sẽ làm một clip để cho anh em dễ xem nha. Đó, bộ đế rất quái cả nhà. Đây, bộ đế cả nhà ha. Đây, bộ đế để dữ dội luôn. Rồi. Để to không cả nhà ha. Rồi, với cái mã là C5 này, em xin được bằng phép giao lưu với cả nhà là 1400k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sống. Với cây mai chùm như thế này chỉ có 1400k thôi cả nhà. Em xin phép xuống clip của ta đây ạ. Rồi, tiếp tục đến với C6 của chúng ta rồi cả nhà. Đây một cây tàng thông. Còn số đấy chị, tàn khá là đều cả nhà. Một gốc tàn thông. Mai chùm cả nhà nha. Hoành 35. Hoành là 35 cả nhà mình ơi. Cao 1m2. Cao 1m2. Bầu đế 38. Bầu đế 38. Rồi, với xoay vòng chị. Rồi, với cái mã C6, một cây tàn thông hoa chùm như thế này. Em xin mời mạng phép vô lưu của cả nhà là 1300k, 1300k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sống cả nhà nha. 1300k, 1300k. Em xin phép xuống clip cây mã là C6 ạ. Tiếp theo là C7 của chúng ta cả nhà. Vẫn là một cây mai hoa chùm tàn mâm xôi, rất là đều cả nhà ha. Vào số đi chị. Hoa chùm cả nhà nha, nhanh tay sở hữu nguồn gốc mai hoa chùm cả nhà ơi. 40 hoành. Hoành là 40. Cao 55. Cao 55 cả nhà nha. Bầu đế 43. Bầu đế 43, xoay vòng chị. Đây cả nhà. Cây này rễ dữ dội lắm cả nhà ha. Đây, em sẽ xoay bầu đế cả nhà xem. Xoay chị. Đây, những cái rễ này cả nhà. Đây, những cái rễ này quyết định nuôi cây chúng ta cả nhà. Đây, những cái rễ này. Đó.
dễ cám trồi lên quá trời luôn. Cây đặt cả nhà ha. Đó. Rồi, với cái mã là C7 này, một gốc mai hoa chùm tàn đẹp như thế này, em xin được mang phép giao lưu với cái nhà là 1.500k. 1.500k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sống cả nhà nha. Em xin phép xuống tại đây ạ. Đến với C8 của chúng ta, một cây bay hoa chùm tuyệt vời cả nhà. Cái này lung linh cả nhà. Bay mà tàn chi phải bỏ bớt cả nhà. Tại vì quá nhiều mà tàn bay tay cành quá đều luôn cả nhà. Cái này tay cành cực kỳ đều luôn. Vào số đấy chị. Hoa chùm cả nhà nha. Hoa chùm mà tàn bay. Chơi thì mê ly cả nhà ơi. Hoa chùm mà tàn bay. Hoành 38. Hoành là 38 cả nhà mình nha. Cao 55. Cao là 55. Tàn bay 67. Tàn bay là 67 cả nhà. Bầu đế 44. Bầu đế 44. Cái mã C9 này quá đẹp cả nhà. Này C8 hay 9 hay chị? C8 hả? C8 cả nhà, sorry cả nhà nha, C8 nha. Đây. Tay cành quá đẹp cả nhà, mịn quá mịn này, cây đặc cả nhà nha. Cây đặc luôn. À. Rồi, với cái mã C8 này, một cây tàn bay, tay cành đều, đế đẹp. Em xin được mạng phép cho lưu với cái nhà là 2.000k. 2.000k đã bao gồm phí vận chuyển và quan trọng hết là bao sống cả nhà nha. 2.000k trong cây mai hoa chùm. Quá đẹp cả nhà. Đây cả nhà, xem bộ đế nha. Đây. Bộ đế kinh điển cả nhà. Rễ nè cả nhà. Đây, rễ kinh điển ha, rễ cám à. Thứ gì chịu nổi nữa. Về trồng ngay luôn. Đó. Rồi, em xin phép xuống clip cái mã là C8 của chúng ta. Rồi, tiếp tục đến với một gốc mai hoa chùm, vẫn là hoa chùm. Tàn bay cả nhà, vào số đó chị. Cây khá ok cả nhà ha, hoa chùm tàn bay. Hoành là 39 cái nhà mình ơi. Cao 56. Cao 56. Tàn bay 1m2. Tàn bay là 1m2. Bầu đế 39. Bầu đế 39 luôn cái nhà ha. Rồi quay vòng chị. Rồi với cái mã C9 này em xin được mạng phép giao lưu với cái nhà là 1.400k. 1.400k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sống cho cây mai bay. Chỗ này nó có ra một cái cửa phình hay lắm cả nhà. Đó, anh em nào quyết tâm chơi thì cái cửa phình này chúng ta bỏ cái nhánh này luôn cả nhà. Chơi một cốt thì bỏ nhánh này luôn, lấy cái thẹo hơi to xíu nhưng mà nó có một cái củ như là cái cúp vậy cả nhà. Gọt ra xong là nó như cái cúp luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy ha. Cắt nhánh nó đi là như cái cúp luôn. Nó có một chỗ này phình này rất hay nè. Cái phần phình nè, cả nhà thấy là đỏ như một cái nu nè. Nó góc độ cả nhà thấy ha. Rồi, chỉ có 1.400k cho cái mã C9, một cây hoa chùm tàn bay. Đó, đã bao sống cả nhà nha. Giá hôm nay đưa ra là đã bao gồm phí vận chuyển và là bao sống cả nhà nha. Em xin phép xuống clip tại đây ạ. Tiếp tục đến với cái mã C10, một cây tàn bay rất là đẹp cả nhà. Cây bay cực kỳ đẹp luôn. Nó tay cành rất là đều luôn. Vào trong số đi chị. Cây này quá đẹp cả nhà. Cây này bay đẹp quá cả nhà. Rất là lực cây cả nhà ha, lực cây lắm. 46 à. Hoành là 46 cả nhà. Lực cây lắm, cây to. Bay rất là đẹp cả nhà. Cao 41. Cao là 41 cả nhà mình ơi. Tàn bay 1m. Tàn bay là 1m. Bầu đế 42. Bầu đế 42 xoay vòng chị. Cây rất lực cây cả nhà. Đây, tay cành thiên nhiên rất là đẹp cả nhà. Tay cành thiên nhiên rất là đẹp luôn. Đó. Mê luôn, nhìn tay cành là đánh cái tàn lên thôi. Cái cây bay này cả nhà. Mà chúng ta đánh cái tàn như là rừng trên thân càng vip luôn nha. Cái tàn này nó nằm như kiểu như nó ná như rừng trên thân đó nha. Nó chúng ta đánh cái tàn vô rất là đẹp đó nha. Rất là tự nhiên luôn. À, phía này nó có cái lõm này cái nhà. Cái lũa nha cái nhà. Cái lũa nè. Cái này không bọng cái nhà nha. Cái này chỉ là lũa thôi. Còn này chúng ta chám nạo lại cái nhà nha. Còn da nó tốt cho nó hết rồi. Tạo cái thương này cái nhà. Đó. Xoay chị. Đây bộ đế. Một lần nữa sẽ quay bộ đế cái nhà. Nè bộ đế nôm nè. Nó có cục nu ở đây rất là đẹp đó nha. Cái này có cục nu rất đẹp nè. Ngay vị trí này nè. Có cục nu rồi rất cưng nha. Xoay chị. Rễ cám cực kỳ là nhiều luôn nha. Rễ nè, những cái rễ này nè cái nha. Đây, rễ cám mà những cái rễ này thôi rồi. Cây mạnh lắm, những cái rễ này cây rất là mạnh luôn nha. Đó. Quá hay cái nha. Một cây bay tự nhiên rất hay luôn. Rồi, với một gốc bay tự nhiên thế này em xin được mang phép giao lưu với cả nhà là 2.200k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng hết là bao sống với cái mã là C10 cả nhà nha. Tiếp tục đến với cái mã C11 của chúng ta, một cây tàn bay cả nhà.
giá cũng cực kỳ rẻ luôn đó nha. Cây này thì chỉ có 1.300k, đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống, một cây tặng bay vào số chị. Tàn chi khá đều cả nhà nha. Tại cành khá đều. Chỉ có 1.000. Hoành 37. Hoành 37 cả nhà. 1.300k. Cao 61. Chung cây mai hoa chùm, cao 61 cả nhà nha. Tặng bay 98. Bay là 98. Bồ đế 40. Bồ đế 40 sợi dòng chị. Đây cả nhà. Quá này, quá êm nha. Chỉ có 1.300k cho cái mã là C11. Em xin phép được xuống tiếp tại đây cả nhà. Rồi, tiếp tục đến với cái mã C12 là một siêu phẩm cộp của tối đêm nay cả nhà. Hàng khủng khiếp, mai hoa chùm mà cái này là VIP cực kỳ rồi cả nhà. Quá đẳng cấp cả nhà ơi. Tại cành phân bố chuẩn bonsai cả nhà ha, bộ đế kinh khủng, một tác phẩm kinh điển. Hoa chùm vào trong số đi chị. Cộp nếu mà mai mà bữa nay tìm hoành mà hàng 7 nữa là căng lắm cả nhà. Mà những mà tay cành cái này nữa cả nhà. Tại cành cái này là cực kỳ đỉnh cả nhà nha. Hoành là 73 cả nhà lên đây. Quá kinh điển cả nhà. Khiếp thiệt. Cao 48. Cao 48. Bầu đế 6. Bầu đế 55. Bầu đế là 55. Xoay vòng 55. Chị. Quá kinh điển cả nhà. Đây. Rồi, phía này là có mặt lũa cả nhà nha. Rồi, em sẽ quay mặt lũa cho cả nhà xem. Cái này kinh điển lắm. Cả nhà, tay cành khỏi nói ha. Đây cả nhà, lũa này ra động nước cả nhà nha. Động nước là chắc chắn là không xuyên tâm đó, nhưng mà cái lũa này chúng ta không có nên mà chỉ cần chúng ta chám ở dưới đây thôi nha, cho nước nó chảy về đây, chúng ta chám một đoạn thôi, chơi cái đoạn lũa nó mới đẹp cả nhà. Cái lũa này chơi mới đẹp, lũa nó chảy cả nhà, chùm đẹp lắm. Lũa thiên nhiên mà, lũa thép mà, rất là đẹp đó. Quá giả cả nhà ơi, bộ đế kinh khủng quá cả nhà, quá kinh khủng cả nhà. Xoay chị gồ ghề da, cây da mà gồ ghề lắm nha. Đặc biệt là hoa chùm cả nhà nha, đặc biệt là hoa chùm. Những cái hoa chùm như thế này thì cực kỳ là khó tìm nó cả nhà. Quá đẳng cấp cả nhà mình đây. Quá VIP vậy. Rồi, với cái mã 12 này cũng đã kết thúc clip tối hôm nay. Em chúc cả nhà một buổi tối nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Cả nhà hãy nhớ là kênh Cây Cảnh Giá Rẻ là bán mai rừng là bao sống. Rất mong được sự yêu thương ủng hộ cả nhà, cũng như là khi cả nhà xem clip xong hãy nhớ like, subscribe và chia sẻ cho em. Nhớ đăng ký kênh cho nhà nha, bật chuông và bật thông cái tất cả các chuông để em có những cái clip hướng dẫn trồng mai rừng hay là những clip để chia sẻ với cả nhà hoặc cái gì đó thì cả nhà sẽ nhận thông tin mới nhất từ Cây Cảnh Giá Rẻ. Đó, em bán cây là bao sống. Rất mong được sự yêu thương ủng hộ cả nhà, vì cả nhà ủng hộ bên em là rất là chắc ăn cả nhà. Vì bên này cả nhà xuống tiền là không bao giờ sợ mất cái tiền đi nha. Đó, cây là có cây mạnh cây yếu, nhưng mà với em thì bao sống hết. Với em là bao sống hết cả nhà. Chỉ cần cả nhà về làm theo clip hướng dẫn em gửi sang cho cả nhà thì mọi người cả nhà đã được bao sống hết tất cả những cây cả nhà mua từ bên em. Nó cả nhà đâu có sợ nữa đâu cả nhà. Mình đâu có sợ nữa đâu cả nhà ha. Đó, rồi. Em xin tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào 19:15 mỗi tối cả nhà nha. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi, em xin chào cả nhà.